Xin chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ quay những cái anh em xà lan qua cái cầu và qua cái ngã ba sông nha các bạn. Anh này thì đang rất là khẩm nè, anh đang từ từ di chuyển lên để mà cho cái phương tiện mình đi qua đây các bạn. Ở đằng sau thì vẫn còn một anh xà lan rất là khẩm nha. Đây, hôm nay thì một ngày cũng khá là nhiều anh em xà lan đi qua cái khúc sông này đây các bạn. Hình như là ở phía trên này có cái anh xà lan nữa hay sao đây các bạn. Mình thấy cái màu quý của anh nè. Giờ đang từ từ di chuyển lên đây các bạn. Đấy, mình sẽ xem anh qua cua đây. Trời ơi, đảo rất là nhiều đá luôn nè. Wow, dung trùng luôn đây các bạn. Rất là nhiều đá nha. Sơ cũng rất là đẹp luôn, cái màu này rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục xem cái anh xà lan này qua nữa nha các bạn. Ôi ơi, ra khói đen rồi kìa. Quá đã luôn. Có thêm một anh xà lan đang vô nghe các bạn. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục xem cái anh xà lan này anh sẽ vô nữa nha. Ở đằng này thì mình vẫn còn một chiếc nữa nha các bạn. Đang từ từ vô đây. Đây, bây giờ mình sẽ xem anh này vô nha. Các bà chị bà lái nè. Đây các bạn, thì bây giờ sẽ xem cái anh này anh vô nha. Đây có cái bà chị, như bà chị bà lái nè. Rồi. Đọc chứ hả? Rồi ra lên luôn rồi. Thì mình lái bạo thiệt chứ. Đó,
Đây các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục xem cái anh xà lan nổi này anh sẽ vô nha. Đây cũng có một chiếc trời ơi. Nãy giờ là ảnh đang đậu ngoài kia, ảnh bơm nước vô các bạn để qua cho lọt các bạn. Quá đã luôn, chiếc này nhìn rất là đẹp luôn. Đây thì cái mũi được lú ở đây đi các bạn. Xem bánh bò khô rất là phơi luôn. Quá đã luôn. Cái cây nhiều quá. Họ với cầm là đâu đo cao. Đo cái chiều cao của cây cầu các bạn. Bây giờ mình sẽ lên trên cầu, mình sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh mà cái anh xà lan rất là bự này ảnh sẽ qua cái góc ngã ba nha các bạn. Ở đây thì cái mũi của ảnh là đi hơn nửa cái con kinh phía bên kia các bạn, nhưng mà cái đuôi vẫn còn nằm ở phía trên này nha. Mình không biết là ảnh sẽ xử lý như thế nào đây, mời các bạn theo dõi nha. Rất là dài luôn. Thường thì khi đi qua đây thì có những cái anh em xà lan khác anh đi qua lại các bạn cũng rất là khó đấy các bạn. Cho nên mỗi khi qua đều thấy những cái anh em ra phía trước đi mà đứng quan sát tiếp anh tài công nha. Đây các bạn, như các bạn thấy là ảnh đang đưa cái đít qua đây rất là chua đây các bạn. Cái canh rất là dữ dội nè. Ở đây có cái bà tỷ nữa hả? Đây phía trên này đây. Thì xà lan thống nhất các bạn. Thì đang ra cái du lịch để mà cho cái anh đại công anh đang bò này. Wow. Chiếc nào nữa thì mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn cùng xem nha. Giờ này thì đánh lái thẳng lên rồi mà đi tiếp nè. Rồi còn cái cây bánh lái nè. Bây giờ bay luôn. Giờ mình sẽ xem cái anh xà lan này nha các bạn. Ồ, quá trời bự, nhìn rất là đẹp luôn nè. Ảnh nổi nha các bạn, không có chở gì hết. Nhưng mà bây giờ anh sẽ sắp sửa đánh cua để mà qua cái cua quẹo cái góc ngã ba đây các bạn. Xem rất là phê luôn.